Trong nhiệm kỳ 2013-2019, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh có nhiều hoạt động tạo được ấn tượng tốt với công chúng. Nhiều hội viên đạt giải cao tại các giải thưởng văn học nghệ thuật quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh Bà Rịa Vũng Tàu xinh đẹp, thân thiện, ấn tượng, giàu tiềm năng phát triển. Đây là thành quả nổi bật được Hội Văn học nghệ thuật tỉnh báo cáo tại đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay. Ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, ông Trần Văn Tuấn, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Phạm Thành Trung, bí thư đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tham dự đại hội. Cùng dự còn có đại diện Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh Đông Nam Bộ và 182 đại biểu là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của văn nghệ sĩ để xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật Bà Rịa Vũng Tàu trong thời kỳ mới. Đại hội lần thứ 5 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh xác định, nhiệm kỳ 2020-2025, hội sẽ tập trung vào công tác xây dựng, nâng cao chất lượng hội viên, quan tâm phát triển hội viên trẻ, hội viên là người dân tộc thiểu số, tăng cường mở các trại sáng tác, tập huấn, chuyến đi thực tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội trực thuộc và tính chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Đại hội đã ra mắt ban chấp hành hội khóa mới gồm 10 người, trong đó có 2 phó chủ tịch, khuyết chức danh chủ tịch hội. Cũng tại đại hội, ban tổ chức đã tiến hành trao kỷ niệm chương của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho 41 văn nghệ sĩ, trao bằng khen của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh cho 6 văn nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khóa 4.